Chào mừng bạn đã đến với bản tin cuối tuần. Bản tin truyền hình dã chiến 90 giây được tổng hợp trong tuần qua. Mở đầu là bản tin ngày thứ hai, ngày 5 tháng 7 năm 2021. Xét nghiệm COVID-19 cho các cán bộ nhân viên Airtel Hồ Chí Minh tại FPT Tân Thuận 2. FPT thần tốc triển khai hạ tầng cho hai bệnh viện dã chiến ở Thủ Đức. Dịch vụ Certico bắt đầu chặng 2 với nhiều đổi mới ưu tiên người tham gia. Theo chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh, quyết tâm truy vết và khoanh vùng triệt để, ngày 1 tháng 7 năm 2021, FPT Tân Thuận đã tiến hành xét nghiệm diện rộng cho người FPT Telecom tại Hồ Chí Minh. Buổi xét nghiệm tầm soát COVID-19 được chia làm 2 khung giờ 17 giờ 30 phút và 18 giờ 30 phút cùng ngày. Khung giờ 17 giờ 30 phút dành cho các cán bộ nhân viên thuộc các khối hỗ trợ HO, dịch vụ khách hàng. Công nghệ kỹ thuật các cán bộ nhân viên thuộc vùng kinh doanh 5 sẽ được xét nghiệm trong khung giờ còn lại của buổi xét nghiệm. Giữ vững tinh thần chung tay góp sức phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, FPT Telecom đã nhanh chóng triển khai lắp đặt hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin cấp thiết cho bệnh viện dã chiến ở Thủ Đức. FPT Telecom đã huy động hơn 40 nhân sự từ Trung tâm Quản lý Đối tác phía Nam PNC, Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng miền Nam INF để triển khai hạ tầng Internet. Riêng viễn thông quốc tế FPT STI chịu trách nhiệm lắp đặt hệ thống họp trực tuyến On-Meeting. Bằng sự tận lực, hệ thống mạng đã có thể cung cấp dịch vụ cho toàn bệnh viện vào 23 giờ 30 phút đêm ngày 29 tháng 6. Chặng 2, bứt phá của cuộc thi dịch vụ Certico đã chính thức bắt đầu từ 8 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2021 với nhiều thay đổi giúp người tham gia thuận tiện hơn. Đầu tiên, chính là thay vì phải gửi cho trưởng phòng, những thành viên khối dịch vụ khách hàng có thể đăng bài dự thi trực tiếp. Thứ hai là về hệ thống giải thưởng, chặng 2 có tới 18 giải thưởng chia cho giải tuần và giải chặng. Cơ hội đạt giải và cách thức tham gia đều được mở rộng. Nhanh tay gửi bài dự thi trên group phong trào Airtel để nhận những giải thưởng giá trị nhé. Tiếp theo là bản tin ngày thứ tư, ngày 7 tháng 7 năm 2021. Người Airtel tại Nghệ An trắng đêm túc trực tại khu vực phong tỏa. Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng SCC Got Talent. Trong thời gian qua, các khu vực phường nơi có Metropop của chi nhánh Nghệ An bị tiến hành phong tỏa trong 21 ngày do có ca nhiễm COVID-19. Nhận được thông tin, ban giám đốc chi nhánh đã liên hệ và bố trí khu vực ở để hai cán bộ Nguyễn Đình Hùng và Trần Anh Đức túc trực. Vào ngày 27 tháng 6, khi nhận được thông tin sự cố đứt mạch trục đi từ thành phố Vinh tới điểm tại tỉnh Hà Tĩnh, cả hai đã phối hợp cùng ban quản lý và phát triển đường trục để khắc phục. Hiện trong khu vực phong tỏa, hai nhân sự vẫn có đầy đủ công cụ dụng cụ để tác nghiệp. Nếu có sự cố lớn, sẽ được đồng đội tại chi nhánh hỗ trợ gửi công cụ từ bên ngoài vào. Cuộc thi tìm kiếm tài năng SCC Got Talent chính thức khép lại và xác định được những cá nhân xuất sắc nhất. Cụ thể, tài năng có lượt tương tác cao nhất thuộc về bạn Đỗ Như Ngọc. Tài năng triển vọng thuộc về bạn Lê Hà Quang Anh. Tài năng xuất sắc nhất do ban giám khảo bình chọn thuộc về bạn Lý Kiến Phi. Cá nhân xuất sắc nhất vòng 1 thuộc về bạn Nguyễn Minh Đức. Khối dự thi xuất sắc nhất thuộc về khối vận hành. Bên cạnh đó, cuộc thi còn có các giải thưởng cho top 12 thí sinh lọt vào vòng 3, các giải thưởng mini game và nhiều giải thưởng khác. Bản tin cuối cùng ngày thứ 6, ngày 9 tháng 7 năm 2021. Văn phòng Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn 8 và PNC Thủ Đức trở thành nơi cách ly tập trung cho cán bộ nhân viên. Chiến binh PNC Sài Gòn 1 trực chiến giữa khu vực bị phong tỏa. Số đầu tiên của Philtop sẽ kết nối ban điều hành và người Airtel sẽ diễn ra trong hôm nay. Ngày 4 tháng 7, do tình hình dịch tễ phức tạp, hai văn phòng của Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn 8 và PNC Thủ Đức đã được phê duyệt trở thành điểm cách ly tập trung cho gần 20 cán bộ nhân viên FPT Telecom Sài Gòn 8. Công ty đã nhanh chóng mua sắm các vật dụng cần thiết như chăn chiếu, gối màn cùng các nhu yếu phẩm như mì gói, hoa quả chuẩn bị sẵn sàng cho các cán bộ nhân viên cách ly. Đích thân Chủ tịch Hoàng Nam Tiến cũng đã gửi trực tiếp gần 20kg sầu riêng và 20 chai nước muối cho anh em tại hai điểm cách ly. Từ 0 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2021, toàn bộ địa bàn phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức áp dụng chỉ thị 16 thiết lập phong tỏa. Anh Bùi Đồng Thịnh và anh Nguyễn Quốc Bảo thuộc phòng kỹ thuật Sài Gòn 1 hiện là hai chiến binh dũng cảm đang thực hiện trực chiến ở khu vực phong tỏa, hỗ trợ duy trì kết nối, đảm bảo đường truyền xuyên suốt cho khách hàng với tinh thần không để gián đoạn kết nối. Anh Thịnh và anh Bảo luôn quyết tâm nỗ lực không để tồn ca vụ phát sinh trong khu vực phường Tân Phú, hết mình vì khách hàng bất kể hoàn cảnh nào. Ban điều hành cùng các lãnh đạo ngành sẽ có một buổi trò chuyện với tất cả người Airtel toàn quốc trong số đầu tiên của chương trình livestream mang tên Philtop. Philtop là chương trình định kỳ mới sẽ diễn ra hàng tuần trên các kênh sóng Fun E-Live qua hình thức livestream. Với mỗi số phát sóng, ban biên tập sẽ mời những khách mời để cùng trò chuyện và chia sẻ. Số đầu tiên của chương trình với chủ đề Cách ly không cách xa sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2020 trên group Philfun E-Live và group Fox News trên nền tảng Workplay. Sau đây là kết quả mini game số trước. Đáp án A là đáp án đúng.
mini game bản tin dã chiến số 11 chưa ghi nhận thành viên FPT Telecom đạt giải thưởng. Cùng tham gia trả lời câu hỏi kỳ này để nhận được thẻ cào trị giá 50.000 đồng. Câu hỏi mini game kỳ này như sau: livestream cách ly không cách xa sẽ phát sóng lúc mấy giờ hôm nay? A. 14 giờ. B. 15 giờ. C. 15 giờ 30 phút. D. 16 giờ. Hãy tham gia bình luận ngay dưới bản tin tại fanpage FIFA Online để nhận được giải thưởng từ mini game.